Thưa quý vị, ông Lê Văn Hòa, Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ đã có buổi làm việc với thị trấn Đất Đỏ về công tác phòng chống dịch COVID-19 sau ngày 25 tháng 8. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thị trấn cho biết, trên địa bàn đã ghi nhận 15 ca F0, trong đó ca nhiễm ngoài cộng đồng được phát hiện lần sau cùng vào ngày 25 tháng 7. Số lượng F1, F2 có chiều hướng giảm. Thị trấn đã tổ chức tiêm 2.386 liều vaccine phòng COVID-19, chi hỗ trợ theo nghị quyết 68 của Chính phủ cho 32 hộ kinh doanh với số tiền 96 triệu đồng. Chi cho 116 người bán vé số với số tiền 87 triệu đồng và chi cho 1.207 lao động tự do với số tiền hơn 1 tỷ 800 triệu đồng. Thực hiện chỉ thị 16 trên nguyên tắc cứng rắn, dứt khoát và triệt để hơn trong 14 ngày tới, thị trấn Đất Đỏ sẽ hạn chế tối đa người dân ra đường, kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa phương, đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân. Thị trấn sẽ đóng cửa, dừng các hoạt động mua bán tại chợ Đất Đỏ từ 0 giờ ngày 29 tháng 8 đến khi có thông báo mới. Kết luận buổi làm việc với thị trấn Đất Đỏ, ông Lê Văn Hòa, Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ yêu cầu địa phương không được chủ quan lơ là mà cần xác định bảo vệ vùng xanh là nhiệm vụ trọng tâm, nhanh chóng triển khai mô hình đi chợ giúp sau khi đóng cửa chợ Đất Đỏ, đảm bảo cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân. Bí thư Huyện ủy yêu cầu thị trấn thông tin tuyên truyền ngay cho người dân về việc dừng hoạt động chợ, không để xảy ra tình trạng hoang mang, người dân tập trung mua hàng tích trữ. Quan tâm chăm lo đời sống người dân, nhất là những người yếu thế, cần tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, xử phạt nghiêm khắc để siết chặt việc giãn cách xã hội.